Tập 17 Thiếu thức ăn. Đã nhiều ngày rồi mà ông chủ chẳng gửi đồ ăn gì cho mình cả. Mình sắp sửa chết đói nếu đồ tiếp tế không đến mau. Xem trong thùng đồ dự trữ còn gì không? Không còn gì cả. Không còn gì cả. Mình thậm chí không thể gọi đồ bên ngoài. Mình sẽ ăn bất cứ thứ gì bây giờ? Chắc phải còn gì đó trong tủ lạnh. Nửa củ cà rốt. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ôi ngon quá đi. Không thể được. Đây là đồ dự phòng tình huống khẩn cấp của mình. Phải kiếm chút thức ăn tử tế. Vậy là đủ cho mình. Ít nhất là bây giờ. Lâm tặc tiếp từ chối bị bỏ lại trong cái lạnh. Mình không thể bước tiếp được nữa. Ngửi như mùi hoa quả. Nó từ đằng kia. Chắc là mình đến gần hơn rồi. Ai ném quả táo đó thế? À, nó ở đằng kia. Wow, nó giống như một bữa tiệc nhỏ vậy. Hỏng rồi. Ôi, cái mũi của mình. Cái gì vậy? Rambo, em có nghe thấy gì không? Không, không. Thật đáng nguyền rủa. Thôi quên đi. Mình phải đi kiếm gì bỏ bụng mới được. Ngon quá đi mất. Mình vẫn còn đói. Những hoa quả nhỏ bé đáng yêu. Ta tới đây. Mình cần một kế hoạch. Đúng rồi. Hết giờ nói chuyện rồi. Nghe lựu đạn thương lượng giúp tôi nè. Cái gì vậy? Phải trốn thôi. Một, hai, năm. Trông như một loại quả mới. Ôi, có ngon không vậy? Nào, nổ đi nào. Khó ăn quá đi. Bảy, chín. Ta sẽ hung khói lũ gấu này. Thôi nào.
Cái này sẽ có tác dụng. Có chuyện gì vậy? Có cháy à? Cứu! Đi nào, ra khỏi đây! Ra đi nào, gấu phun khói! Mắt em cay quá! Hoa quả, ta tới đây! Mình không thở nổi! Hoa quả đâu rồi? Hoa quả đâu rồi? Sao lũ gấu này không có tủ lạnh chứ? Khói nhiều quá, mình phải ra khỏi đây. Chào các cậu. Sao thế? Vì ông là người đằng sau chuyện này à? Rambo. Không có thứ gì mà Lâm Tặc Hít không thể lấy được. Chúng sẽ là của mình. Hoa quả đâu rồi? Mình đói quá. Lạ thật. Chúng để số hoa quả đó đâu nhỉ? Ôi cái đầu của mình. Mình đã tìm đúng chỗ rồi. Anh có nghe thấy không? Rambo, im lặng nào. Ngủ ngon nhé gấu. Chú Vicky sẽ không làm phiền giấc ngủ vui vẻ của các cậu đâu. Tôi không nghĩ vậy đâu. Dừng lại. Ông nghĩ mình đang làm gì vậy? Biết. Thả ra, thả ra. Tôi chỉ đói thôi, để tôi yên. Nhìn kìa Rambo. Anh biết gì không? Ông ta thực sự đói đấy. Cho tôi một miếng thôi. Ôi, đói quá. Mình chết đói mất. Mình đang làm gì ở nhà thế này? Sao mà mình về đây được? Hoa quả. Tuyệt quá. Ngọt quá. Ngon quá. Mình trúng số rồi.
Tập 18 Lực sĩ Vic. Tốt hơn hết là chạy đi. Mùa đông đang tới và ta cần một tấm thảm mới. Rambo, các ngươi chạy đi đâu vậy? Chúng ta vừa mới bắt đầu mà. Ôi đầu của mình. Đồ gấu thối tha, trả lại mũ cho ta. Ồ, vậy ra là mũ của ông. Sao ông không đến mà lấy? Đồ gấu thối tha, mau trả lại mũ bảo hiểm cho ta. Nó là của tôi, ông muốn nó ư? Vậy Vicky, ông nghĩ sao? Nó hợp với tôi không? Đồ gấu ngu ngốc, sao người dám cười ta chứ? Ta sẽ cho người biết ta mạnh đến đâu. Đau quá. Đó là lần cuối những con gấu đó thắng mình. Hai con gấu ngu ngốc đó sẽ phải trả giá. Ôi, mình không chịu nổi. Có chuyện gì? Này, đó là cách trả lời điện thoại à? Nghe này Vic, nếu tuần này anh không đạt đủ chỉ tiêu nữa thì anh xong đời, hiểu không hả? Nhưng mà ông chủ, tại... Nghe này, tôi giải thích được không? Chỉ tại... Sao ông ấy không cho mình thời gian giải thích chứ? Tất cả là tại hai con gấu ngu ngốc đó, luôn luôn cản đường mình. Hoặc là mình, hoặc là hai con gấu đó. Anh có thể làm điều này, Vic. Tất cả những gì phải làm là bắt đầu luyện tập. Ôi, xin chào. Ngươi nghĩ khu rừng này thuộc về ngươi sao? Vậy đấy, mình cần phải lấy lại dốc dáng. 5 6 7 13 14 Mình xong rồi. Mình không nghĩ là mình sẽ khỏe lên được. Này, nghe cho kỹ nhé. Chúng tôi không muốn ông chặt thêm bất kỳ cái cây nào nữa. Hiểu chưa hả? Không thể nào. Mình không thể kết thúc như vậy được. Mình sẽ dạy hai con gấu đó một bài học, nếu đó là việc cuối cùng mình làm được. Mình muốn những con gấu đó. Em no quá. Lâu rồi chưa thấy gã Vít đó. Em thấy hơi nhớ gã điên khùng đó, anh biết không? Sao em lại có cảm giác rằng có chuyện xấu sắp xảy ra nhỉ? Có thể đó chỉ là chứng khó tiêu.
Ồn ào quá, lại là tiếng cưa máy đó. Chỉ có thể là duy nhất một người, lão già xảo quyệt Lâm Tặc Vít. Đến lúc cho hắn biết tay rồi. Lâm Tặc Vít, anh biết đấy, em đoán chúng ta vẫn chưa cho hắn ném đủ lần trước. Lần này hắn sẽ phải trả giá. Này, hả? Ai vậy? Ồ, cuối cùng các ngươi cũng đã xuất hiện. Được rồi, bỏ cái cưa xuống. Không thì tôi sẽ cho ông biết tay. Vậy sao? Ngươi không biết mình đang gây sự với ai đâu. Cuối cùng ông ta cũng bật lại sao? Trông có vẻ như thế. Mặc kệ, em vẫn sẽ đập ông ta. Lâm Tặc Vít, lâu rồi không gặp. Tôi thấy ông đã ăn nói ghê gớm hơn. Nhưng lời nói không thể thắng được nắm đấm đâu. Thôi nào, ta sẽ cho ngươi thấy ta thật sự là người thế nào. Ngang sức ngang tài ư? Chắc ông ta đã mạnh lên trong khi mình không để ý. Mức độ sức mạnh của ta đã tăng lên kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Chúng tôi sẽ cho ông thấy gấu là như thế nào. Tốt nhất ông đừng giở trò xảo quyệt. Tôi đang theo dõi ông đây. Đó là tất cả những gì ngươi có ư? Không có tác dụng với ta đâu. Không đâu. Nào, sống lên. Cho ta xem ngươi giỏi tới đâu. Ông nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Rambo, cẩn thận với gã này đi. Trông họ như sắp phát nổ đến nơi. Rambo, dậy đi. Đấm ngang, móc lên, đấm ngang, quay tròn. Tại sao ông? Thấy chưa? Rõ ràng là ngươi không xứng đáng với sức mạnh của ta. Miễn là tôi còn đứng được, Vic, ông sẽ không chặt được cái cây nào nữa đâu. Đợi một lát. Rambo, anh có kế hoạch này. Chúng ta không thể cứ đánh thế này, nên phải có kế hoạch khác thôi. Như vậy là em sợ ông ta sao? Tôi tới đây. Này, đợi đã. Chết tiệt, mình phải làm gì đó. Ai đó muốn ăn đòn nữa sao? Tôi sẽ cho cái mặt của ông được ăn đấm. Này này, thả tôi xuống. Con gấu phiền hà, leo núi nhé. Ta thắng rồi. Giờ hai con gấu phiền hà tránh ra, ta sẽ quay lại với việc chặt cây. Cả khu rừng. Cái gì? Ngươi đang làm gì thế? Súng của ta. Bình tĩnh nào, giải quyết đơn giản thôi. Gấu ngoan, đưa súng đây. Dạ. Người bắn ta ư? Ôi không. Người đợi đấy, ta sẽ luyện tập tiếp và sẽ... Đạn là điểm yếu nhất của ta. Em không thấy gã Vít đâu cả. Ừ, anh đã đuổi gã Vít đi rồi.
Em nên cảm ơn anh đi.